Trở lại chương trình của bản tin ngắn, trở lại hai bài. Trên Hạ viện hai bà này cũng căng, bà ủng hộ absolutely cho ông Trump, không đâu khác là bà dân biểu đến từ tiểu bang Georgia là bà Green. Cái nhân vật còn lại đến từ cái tiểu bang đó là tiểu bang Colorado, Lauren Boebert. Cái nhân vật này chiến thắng cũng rất là ngoạn ngục, nhưng mà tôi hy vọng hai bà nên bắt đầu hợp tác lại với nhau thì đúng hơn. Nhưng mà hai bà có vẻ như đang có sự mâu thuẫn, nhưng mà tôi cũng ghét bà bao bệnh, mẹ đôi khi những cái rất là vô duyên. Bà dân biểu Green và bà Bobbitt khi ngày hôm qua sự kiện nảy lửa khi đã gọi một thành viên khác của cái nhóm House Freedom Caucus là dân biểu Lauren Boebert là một con khốn nhỏ. Đúng, gặp tôi cũng chửi chửi bà Green đến thực tế bà này rất là ủng hộ ông Trump. Nhưng cái bà Boebert này thì đôi khi tôi cũng không biết bà nghĩ bà đang làm cái gì, cái nhóm Freedom Caucus, cái nhóm mà thật sự. Trong một đoạn C-SPAN từ Hạ viện cho tới hai đại diện của đảng Cộng hòa tham gia những cuộc trao đổi rất là sôi nổi. Các nguồn tin chứng kiến trao đổi với Daily Beast, bà Green gọi Boebert là một con chó cái. Trong một cuộc tranh cãi bắt đầu từ quyết định luận tội tổng thống Joe Biden của bà Boebert. Tức là quyết định luận tội tổng thống, trong cuộc trao đổi giận dữ diễn ra khi hai nhà lập pháp đang tranh cãi về các nghị quyết cạnh tranh của họ để luận tội ông tổng thống Biden. Nhưng căng thẳng đỉnh điểm vào thứ tư khi bà Boebert đã tận dụng một công cụ thủ tục để buộc bỏ phiếu về giải pháp luận tội của chính cô ấy trong vòng vài ngày, cắt xén bà Green, người đưa ra giải pháp riêng của mình nhưng không phải là lợi thế về thủ tục vì bỏ phiếu. Vụ việc được cho là bắt đầu khi bà Boebert đã tiếp cận bà Green chất vấn cô ta về những tuyên bố không công khai về bà. Bà Green sau đó bị cáo buộc nói rằng là bà Boebert đã sao chép cái bài luận tội. Đó là những câu chuyện như vậy. Như vậy trên thực tế, bà tờ báo Daily Beast cũng cho rằng là gì, vào tháng 1, Daily Beast cho rằng bà Green đã phải đối đầu với bà Boebert trong một phòng tắm nữ ở Capitol Hill. Cáo buộc là vấn đề không trung thành với ông Trump, vân vân. Trong khi đó, bà Boebert này cũng đã nhận rất là nhiều tiền từ nhân vật ông Trump ủng hộ là Kevin McCarthy. Hai cái đại diện xác nhận cuộc trao đổi như sau: đối với tôi, cô ấy thật sự là một con điếm nhỏ khó chịu. Đúng rồi, trong cái vấn đề mà cả một câu chuyện đó, in Trump we trust, tôi không đau gì cả, tôi vẫn ủng hộ bà Green. In Trump we trust, nếu ông Trump nói cái gì chúng ta làm cái đó. Bây giờ chúng ta chỉ còn một nhà lãnh đạo tài ba cuối cùng của nước Mỹ thôi, chứ đưa tôi bay lãnh đạo được chắc. Đó là câu chuyện mà tôi nói cái đảng Cộng hòa cần phải work it out lại, và đó là đảng Cộng hòa cần phải suy ngẫm lại. Và chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật cho quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.